Brazilian to Adewale Adewale mới hoàn thành còn khỏe và vừa rồi anh đã có pha bóng rất hay. Cầu thủ Megama tỷ số được nâng lên 2-0. Dấu ấn đầu tiên của Adewale trong hòa Khánh Hòa. Chiến thắng đã chắc chắn thuộc về đội bóng thành phố biển. Pha dứt điểm đầy cảm giác, Hoàng La đã không thật sự. Rất nguyên và tỷ số được mở cho đội chủ nhà. Tác giả của thắng là Adewale. Vừa rồi là tình huống mà hậu vệ của đội khách đã không thể theo kèm được Adewale. Chúng ta vừa được xem lại. Tỷ số đang rút ngắn xuống còn 1-3 cho các cầu thủ Atletico Khánh Hòa. Cầu thủ đã ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho chúng ta cùng xem lại bàn thắng của các cầu thủ Atletico Khánh Hòa. Tình huống bàn ra không thực sự tốt của thủ môn Mạnh Dũng. It's too